Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với Nhật ngữ Shin. Hôm nay cô cùng với các bạn sẽ giải đề trình độ N5 của kỳ thi năng lực điện tử, gọi tắt là GLPT nha. Thì bố cục đề thi N5 của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là từ vựng, phần thứ hai là ngữ pháp đọc hiểu và phần thứ ba là nghe hiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ nhất ha, còn gọi là phần từ vựng đó. Thì phần từ vựng của chúng ta được gọi là Gengochishiki. Nó đúng hơn nó là gì? Kiến thức ngôn ngữ, phần kiến thức ngôn ngữ trong đó có bao gồm từ và từ vựng, cho nên chúng ta gọi phần này là, gọi tắt là gọi là phần từ vựng thôi, nhưng thực chất nó là tổng quát gọi của nó là phần kiến thức ngôn ngữ nha. Thì phần này chúng ta có thời gian làm bài là 25 phút đối với cái đề này. Tại vì cái đề này là đề những năm trước rồi cho nên nó là 25 phút. Nhưng theo quy định từ kỳ thi tháng 12 năm 2020 thì cái phần Gengochishiki này nè, tức là phần từ vựng á, thì nó chỉ còn lại là 20 phút thôi nha. Cho nên là các bạn phải lưu ý là chúng ta chỉ có 20 phút làm bài thì các bạn hãy chia căn chỉnh thời gian cho nó phù hợp nha. Thì phần từ vựng này chúng ta sẽ có 4 môn đai. Môn đai 1, môn đai 2, môn đai 3 và môn đai 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến môn đai đầu tiên. Đó là môn đai 1. Được không nào? Môn đai 1. Thì yêu cầu của môn đai 1 là gì? Đây là môn đai 1. Yêu cầu của môn đai 1 là cách đọc chữ kanji. Cách đọc chữ kanji. Đây, người ta có cho ví dụ này đúng không? Thì ở đây người ta sẽ cho một câu và người ta sẽ gạch dưới một chữ kanji, tức là chữ Hán đó. Thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Phải tìm cách đọc đúng của từ Hán này. Đó, phải tìm cách đọc đúng của từ Hán này. Thì các bạn thấy bốn đáp án này đúng không? Thì cách đọc đúng của chữ này là chữ gì? Shita. Đó, cho thì nếu mà chúng ta đã biết cách đọc rồi thì chúng ta sẽ chọn chữ này đúng không? Chữ hạ là shita. Chúng ta sẽ tô tròn. Thì trong cái bảng mà đáp án của mình á, thì có 4 ô, 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ tô đen cái đáp án đúng đó. Được không? Rồi, vậy thì chúng ta qua phần môn đai 1 nha. Chúng ta sẽ bắt đầu sửa từng câu một đây. Đầu tiên, câu 1 của chúng ta có gì nè? Đó, đây là người ta nhớ ha. Đây là phần cách đọc chữ kanji cho nên là chúng ta thì sao? Không cần dịch câu nha. Các bạn không cần dịch câu đề bài để làm gì hết. Chúng ta chỉ tập trung vào cái phần chữ Hán mà người ta gạch dưới thôi và tìm cách đọc đúng của nó thôi. Không nên dịch bài, tại vì nếu mà chúng ta dịch câu thì rất là mất thời gian. Chúng ta hãy dành thời gian đó để cho các phần sau, ngữ pháp hay là phần đọc hiểu thì rất là mất thời gian. Cho nên là chúng ta không nên bỏ phí thời gian vào cái phần này. Chỉ cần nhìn cái phần từ vựng và chọn đáp án. Rồi, ở đây chúng ta có chữ này là chữ gì đây? Các bạn đoán không? Chữ vũ đúng không nè? Vũ là gì? Đó, vũ là mưa. Thì vũ đọc là ame. Cho nên đáp án đúng của chúng ta là ame nha. Đáp án đúng của chúng ta là ame. Được không nào? Rồi, vậy thì cô sẽ cung cấp thêm một vài cách đọc của các đáp án còn lại nha, để cho các bạn dễ dàng so sánh và ghi nhớ luôn. Thì đầu tiên, yuki là tuyết. Thấy không nào? Yuki là tuyết, để cô phóng to ra ha. Yuki là tuyết nè. Đó, thấy không? Rồi. Rồi, tuyết đúng không? Đó, các bạn nhớ ha. Yuki là tuyết. Rồi, hare. Chữ hare là tình. Tình thì hare nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà nói về thời tiết thì nó là trời đẹp ha. Trời đầy nắng ha. Trời trong xanh đầy nắng đó. Trời đẹp. Rồi, tiếp theo đó là đáp án thứ ba là kumori. Kumori là chữ đàm. Chữ đàm. Đó. Các bạn thấy chữ kumori không? Là chữ đàm có nghĩa là trời đầy mây, trời âm u. Được không nè? Rồi, thấy không? So sánh các chữ hanji với nhau ha. Lưu ý nha. Các bạn thuộc luôn. Rồi, yuki là tuyết. Hare là trời đẹp, trời trong xanh. Kumori là trời gì? Trời đầy mây, âm u. Rồi, ame là mưa. Được không nào? Rồi, tiếp theo thì chúng ta có chữ này là chữ gì đây? Chữ gì đây các bạn? Các bạn hiểu không? Chữ này là chữ gì? Chữ
Chữ thư, đúng rồi, đây là chữ thư. Chữ thư thì chúng ta đọc là làm gì? Kakimasu, đúng không? Kaku. Vậy thì khi mà chúng ta chia thể T là ra là kai tệ, thì đáp án của chúng ta đó là đáp án số 1 ha. Đây, đáp án số 1 là đáp án đúng nha. Kai tệ, được không nè? Rồi bây giờ các đáp án còn lại thì chữ Hán tương tự của tương ứng của nó là gì đây? Đầu tiên chúng ta có đáp án thứ hai là ki tệ. Ki tệ là chữ chữ gì đây? Kikimasu, kiku có nghĩa là nghe, hoặc là một nghĩa thứ hai nữa là hỏi, đúng không? Thì nó là chữ văn. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn cho kỹ ha, nhớ nha. Rồi đáp án thứ ba của chúng ta là hai tệ. Hai tệ thì là hakimasu haku, có nghĩa là chữ tảo, thì có nghĩa là gì? Quét, đúng không? Mình quét mình đó, quét phủi ha. Rồi đáp án thứ tư là hi tệ, thì chữ của nó là hikimasu hiku. Thì trong chương trình thì chúng ta có học hai từ đó là chữ đàn, có nghĩa là chơi gãy đánh đàn nào đó, thì giống như piano hiku ha. Còn chữ dẫn của chúng ta ở đây cũng là đọc là hiku, hai chữ này đều chia thành hi te được hết nha. Rồi chữ giờ một là chữ đàn hay là chữ dẫn nha. Rồi tiếp theo câu 3, câu 3 chúng ta có chữ này là chữ chữ gì? Chữ trung, đúng không? Chữ này là chữ trung. Chữ trung thì chúng ta cách đọc của nó là gì đây? Naka. Đúng rồi, đáp án số 3 ha. Naka là gì? Trong, bên trong. Naka là bên trong ha. Âm kinh của nó đọc là Naka. Rồi vậy thì các vị trí còn lại chúng ta đọc như thế nào đây? Soba. Soba là chữ trắc. Soba trắc là xung quanh, kế bên, đúng không? Kế bên vòng vòng mình. Rồi, Soto là gì? Chữ ngoại. Ngược lại với Naka là Soto. Soto chữ ngoại là bên ngoài. Phía ngoài, bên ngoài ha. Rồi, đáp án thứ tư, Yoko là hoành. Các bạn hay nhớ hoành chụp tung không? Thì nó sẽ nằm hoành là phương nằm ngang. À, hoành thì nói về, nếu mà nói về vị trí giữa hai hai đối tượng á, thì hoành là nếu mà có đối tượng làm chuẩn thì cái hoành có nghĩa là vị trí gì? Bên trái hoặc là bên phải của cái đối tượng mình đang muốn nó đến ha. Thí dụ giống như mình có một cái ngôi nhà đi, thì mình thí dụ mình đứng bên trái hoặc bên phải thì chúng ta sẽ dùng yoko ha. Nó sẽ thiên về phương nằm ngang. Phương nằm ngang, vị trí là phương nằm ngang và bên trái hoặc là bên phải của một đối tượng nào đó thì chúng ta sẽ dùng yoko. Rồi. Tiếp theo, câu 4 là chữ gì đây? Chữ gì? Chữ tiểu ha. Chữ tiểu đó say là gì? Chi say, đúng rồi. Chi say, chi say, các bạn nhớ lưu ý ha, nó phải có âm y nha, có chữ y ở đây nữa nha. Chữ chi y say thì các bạn hay bị nhầm giữa đáp án 1 với đáp án 2 lắm nè, tại vì các bạn cứ đọc chi say thì các bạn không có nhớ nó là còn một chữ y ở ngay đây nữa nha. Các bạn phải lưu ý là còn một chữ y nữa nha, cho nên là các bạn nên đọc kéo dài để ghi nhớ nó luôn, tại vì nó là có một âm trường âm nữa, cho nên chúng ta phải kéo dài nó ra, chi sợi, được không nào? Rồi câu 5 của chúng ta là gì đây? Cái này chữ hỏa đúng không? Hỏa vô nhật. Hỏa, hỏa là đọc hỏa là gì đây? Cọ, đúng rồi. Kayobi là thứ mấy mọi người? Hỏa là thứ ba, Kayobi. Rồi đáp án thứ nhất của chúng ta là Doyobi. Là chữ gì đây? Thổ diệu nhật. Thổ diệu nhật là thứ mấy? Doyobi là thứ bảy đúng không nè? Rồi đúng rồi ha. Đây, thổ diệu nhật đây là Hán tự của nó ha. Chữ thổ, chữ diệu và chữ nhật. Rồi đáp án thứ hai của chúng ta có Suyobi. Suyobi là thủy diệu nhật. Được không? Thứ tư, Suyobi ha. Và đáp án thứ tư là Chiyobi, nhật diệu nhật, chủ nhật, được không? Các bạn nhớ lưu ý ha, các thứ cơ bản của chúng ta các bạn phải nhớ nha. Đầu tiên thứ hai là Chiyobi, thứ ba là Kayobi, thứ tư là Suyobi, thứ năm là Mukuyobi, thứ sáu là Kinyobi, thứ bảy Doyobi, và chủ nhật là Ichiyobi. Rồi
Được không nè? Nhớ các bạn nhớ lưu ý những cái cơ bản ha. Chúng ta kiến thức cơ bản chúng ta phải nắm cho thật kỹ nha. Rồi, số 6. Câu số 6 chúng ta gạch dưới chữ này là chữ gì đây? Chữ không. Không ha. Chữ không là gì? Ở đây chúng ta có đáp án 4, tương ứng của nó là Sora, bầu trời. Sora là bầu trời. Rồi, ở đây số 1, ye là chữ ra, ye là nhà đúng không? Nhà hoặc là chi. À, ye hoặc chi là nhà, là chữ ra. Hán, hán âm Hán Việt cũng là ra. Rồi, số 2 của chúng ta là ứ mì là hải, có nghĩa là biển ha. Đây là hán, hán tự của chữ hải nha, hán từ của chữ hải đó. Rồi, niwa là chữ đình, đình là cái sân, đình là cái sân, niwa ha, chữ đình đây, hán từ của nó, các bạn có thấy rõ không? Đó, rồi nó hơi nhỏ xíu nha các bạn chịu khó nhìn ha, hoặc là các bạn dừng lại rồi phóng to lên để xem lại nha. Cô tại vì cô không có thể nào ấy bự lên được nữa, cho nên các bạn thông cảm, các bạn nếu mà nhìn không rõ thì các bạn có thể phóng to lên. Rồi, tiếp theo. Chúng ta có câu 7 nha. Câu 7 đây là chữ gì nè? Đây là chữ gì? Bách nhân. Đúng rồi, chữ bách và chữ nhân. Bách chúng ta đọc 100 là khạc cơ, khạc cơ. Rồi, nhân là nin, vậy thì bách nhân là 100 người đúng không? Bách là 100, nhân là người, vậy thì đọc là Chakke Nin, số 1 ha. Chakke Nin. Đây. Chakke Nin. Nhớ ha, ở đây đếm người chúng ta là Nin nha, Nin chứ không phải là Jin nha. Đếm người chúng ta là Nin. Và các bạn lưu ý một người với hai người thì chúng ta không dùng Nin mà là gì? Một là Story, hai là Starry. Rồi bắt đầu ba thì chúng ta mới là San Nin, mới đọc là nin nha. Còn 1 với 2 phải là hitori, futari. Rồi câu 7. Hết câu 7 rồi, chúng ta qua câu 8 nè. Câu 8 gạch dưới đây là chữ. Chữ gì? Ngư. Ngư nghe ngư quen không? Mỹ nhân ngư, ngư là gì? Cá là sakana. Sakana. Đây, câu số 4 là đáp án của chúng ta là cá ha. Sakana. Rồi vậy số 1 là con gì đây nè? Neko. Neko là chữ miêu. Đó, chữ miêu là con mèo ha, neko. Rồi, tiếp theo chúng ta có tori là điểu. Điểu là chim. Được không? Tori là điểu, là con chim. Rồi, đáp án thứ ba là inu. Quá quen thuộc luôn. Inu là con chó. Hán Việt của nó là khuyển ha. Đó, hán từ của nó đó. Các bạn nhớ phân biệt kỹ ha. Đây là những con công vật cơ bản. Các con vật mà chúng ta nên còn phải biết nha. Rồi, số 9. Số 9 thì chúng ta chọn đáp án nào đây? Chữ này là chữ gì? Chữ bán. Đúng không? Chữ bán. Và chữ này là chữ phân. Phân. Phân ha. Bán phân. Thì bán là phân nửa, phân là phần. Hoặc là phân trong đếm phút. Đúng không? Thì ở đây chúng ta bán phân là phân nửa. Nghĩa của nó là phân nửa, một nửa. Thì bán trong, bán gì ta? Thời bán, chúng ta có thời bán là gì? Giờ nữa là gì? Giờ rưỡi á, là di cận. À, di hăng. Ừ, di hăng ha, cô nhầm nha. Thì cái âm bán này chúng ta học đọc âm on của nó là hăng. Hăng ha. Hăng. Rồi, phân là gì? Phân là phương hoặc là bưng. Nếu mà đếm phút á, thì là phương hoặc là bưng. Nhưng mà đếm, đếm trong ở đây chúng ta sẽ đọc là, trong đây chúng ta sẽ đọc âm là bưng. Vậy là gì? Ham bừng. Câu số 2. Ham bừng. Nhớ các bạn lưu ý nó là ten ten nha. Ham bừng. Thì chúng ta đằng sau âm in này nè là chữ gì? Chữ bư. Bò. Bò bò. Bò bò. Nên nguyên tắc sau âm in là gì? Bò bò, bò phở với m. Thì âm in này chúng ta sẽ đọc là m chứ không có đọc là n nha. Cho nên chúng ta sẽ đọc là ham bừng chứ không phải là han bừng nha. Ham, ham bừng, ham bừng, phần nữa. Rồi tiếp theo nè. Rồi câu 10. Rồi chúng ta có chữ này chữ gì? Chữ giang ha. Chữ giang là ai đà,
Đúng rồi, sang đọc là ai đặt ở giữa. Ở giữa ha. Rồi chúng ta ở đây có một chữ ai đài chứ không phải ai ta nha. Chữ này thonari. Thonari là sao? Thonari là kế bên, lân cận đúng không? Kế bên lân cận. Thì đây là chữ lân nha. Đây là chữ lân là thonari. Kế bên sát bên đó, thonari. À, câu 11. 11 của chúng ta là chữ này chữ tam. Tam mà lót chữ vậy là đếm đúng không? Đếm đếm những cái đồ vật cơ bản đúng không? Thì đây chúng ta lót chữ đọc là mịch chữ. Mịch chữ. Đây mịch chữ đáp án là câu 2 chứ không phải là đếm san nha. Không có san chữ nha. Không có san chữ. Rồi, ở đây có một từ đúng nữa là số 1 đó là chữ chữ là ngủ. Đếm 5 ha, 5 cái là 5 cái 5 phần gì đó. Rồi, vậy là chữ chữ chứ không phải là cô chữ nha. Các bạn nhớ lưu ý nha. Rồi. Câu 12. Câu 12 là chữ này là chữ gì? Nguyên. Chữ nguyên. Nguyên chữ này là chữ khí. Nguyên khí chúng ta đọc là gì mọi người? Genki. Genki. Genki vậy là đáp án số 2 nha. Đáp án số 2. Rồi. Ở đây chúng ta có chữ Denki. Denki là gì? Điện khí ha. Denki của chúng ta là rồi, điện khí. Điện khí là gì? Denki là gì? Là điện. À, điện. Rồi, còn tenki, đó không? Nó mất đi ten ten một cái, nó thành chữ tenki, nó vẫn có nghĩa là gì trời? Là gì nè mọi người? Thiên khí. Đó, hồi nãy là điện khí, là chữ điện và chữ khí, còn đây là chữ thiên và chữ khí, thiên là trời. À, vậy thì ở đây thiên khí là gì? Là thời tiết. À, thiên khí là thời tiết, tenki. Tenki, ở đây chúng ta có ba từ này nha. Genki là nguyên khí, đúng không? Là sức khỏe, à, khỏe mạnh, Genki là sức khỏe, rồi năng lượng đó, Genki, rồi Denki là điện, đúng không? Điện và đây là điện khí luôn, cho nên chúng ta đọc âm Hán Việt của nó là điện khí và thiên khí là Tenki là thời tiết, à, nhớ đừng nhầm lẫn nha mọi người, đừng nhầm lẫn cách đọc của các từ này nha. Ta sẽ qua đến phần Monday 2. Thì Monday 2 của chúng ta có bao gồm là 20 câu. Thì Monday 2 này được gọi là cách viết chữ kanji ha. Chúng ta gọi nôm na là cách viết chữ kanji. Có nghĩa là ngược lại với Monday 1 thì Monday 2 chúng ta sẽ dựa vào hiragana. Có nghĩa là một cách đọc của nó. Hiragana chúng ta sẽ tìm chữ Hán. Chữ Hán cách viết của nó hoặc là chữ kanakana. Katakana tương ứng ha, coi là từ hiragana chúng ta sẽ tìm ra chữ kanji hoặc là chữ katakana tương ứng với chữ hiragana mà đề đã cho. Ví dụ ở đây chúng ta thấy đây, ở đây chúng ta có thể thấy là cái đề này ha, cái ví dụ này chúng ta có đề gạch dưới là kuruma. Kuruma đây là chữ hiragana. Thì đây bốn đáp án của ta có bốn chữ kanji, à, bốn chữ Hán. Thì cái đây là chữ Hán nào đúng với chữ hiragana này, tức là chữ kuruma này. Thì đâu là chữ kuruma đây? Đó là đáp án số 3, chữ sa ha, kuruma. Đó, thì chúng ta sẽ chọn đáp án số 3 là cái cách viết đúng của kuruma, cách viết chữ Hán đúng của kuruma. Rồi bây giờ chúng ta vào phần giải từng câu hỏi nha. Rồi chúng ta đến câu 13. Kéo này lên nha. Rồi câu 13 của chúng ta ở đây đó là chữ hiragana là y sa tsu. Y sa tsu. Y sa tsu. Vậy thì chúng ta có bốn đáp án đây, bốn đáp án đây ha. Bốn đáp án này là từ từ gì? Katakana. Từ chữ viết katakana ra. Vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào đây là chữ wa đúng không? Thì chữ wa
chữ nào là chữ qua. Ở đây nó chia thành hai nhóm ha, có sự phân biệt rõ ràng luôn. Đầu tiên, nếu là chữ đầu tiên là chữ gì? Chữ này nếu mà có gạch đầu là chữ U. Nếu các bạn không thuộc katakana thì các bạn sẽ chọn rất là nhanh gọn lẹ cái phần mà tìm katakana ngưỡng á, rất là dễ luôn ha. Chữ qua thì đây là chữ U, là chúng ta bỏ đi ha. U bỏ đi liền thì chỉ còn hai đáp án thôi, 3 và 4 thôi ha. Đây là chữ U rồi, còn đây là chữ qua đây. Nếu mà thuộc là chọn liền luôn, là loại bỏ liền luôn. Chị chúng ta còn lại 3 và 4. 3 và 4 là qua y, y nè. Tiếp theo từ chữ y là đúng luôn. Chữ này là chữ y ha. Rồi, tiếp tục chúng ta có chữ gì đây? Chữ sa. Sa. Vậy thì chữ nào là chữ sa? Chữ si nè, chữ da đúng luôn ha. Chữ si, chữ da giống nhau. Rồi, tiếp theo chúng ta xét đến cái chữ cuối cùng là chữ sư. Sư. Thì chúng ta có chữ nào là chữ sư đây? Ở đây là chữ gì? Đây là chữ gì mọi người? Chữ so ha. Một nét, hai nét là chữ so và bằng nhau ở đường nằm ngang là chữ xô. Còn ba nét bằng nhau nằm ngang, ba nét ha, là bằng nhau ở nét cạnh ngang này nè. Đây, phương ngang này nè, thấy không? Phương ngang qua nè. Đó là chữ sư. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án số 4 ha. Đó, đáp án 4 nha. Waisatsu. Thấy không? Đó, đây là cái dạng của nó. Đó, từ hiragana chúng ta sẽ tìm ra cái chữ hán tương ứng hoặc là katana, katakana tương ứng nha. Rồi. Và ở đây người ta sẽ thường cho các bạn những cái mẹo, những cái chỗ mà để bẫy chúng ta, để nhầm lẫn giữa cái chữ katakana mà dễ nhầm lẫn đó ha. Ví dụ giống như chữ ư và chữ wa nè. Thấy không? Chữ ư, chữ wa nè. Hoặc là chữ, chữ tư và chữ si. Đó, chữ si là ba nét này nó sẽ nằm dọc, bắt điểm bắt đầu của ba nét này nó sẽ nằm ở hàng dọc, và chữ tư là ba điểm bắt đầu của ba nét này nó sẽ nằm ngang, được không? Nằm ngang. Rồi, còn chữ so thì là hai nét nằm ngang, còn chữ un là hai nét nằm bằng nhau ở hướng dọc, được không? Đó, các bạn nhớ lưu ý những cái chỗ, những cái từ katakana mà giống nhau nha, học cho nó kỹ để không bị nhầm lẫn. Tiếp theo là câu 14. 14, chúng ta có gạch dưới từ kawa. Kawa. Kawa thì ở đây chúng ta có từ nào gọi là kawa đây? Ha, đầu tiên là chữ này là chữ gì đây? Hoa đúng không? Hana là hoa. Hana chứ không phải là kawa ha, vậy là không đúng rồi. Thứ hai là chữ sơn là yama. Yama là núi. Không đúng luôn. Rồi, tiếp theo số 3, chữ này là chữ xuyên, đọc là kawa, đúng ha, xuyên là sông. Vậy thì kawa là đáp án số 3. Đây, đáp án số 3 của chúng ta là kawa ha, chữ này là chữ xuyên. Rồi, đáp án số 4 là chữ gì đây? Chữ mộc là cây, ki, ki là cây ha. Rồi, cũng đơn giản đúng không nè. Rồi, câu 15 của chúng ta. Gakko là trường học đúng không? Trường học thì âm Hán Việt của nó là chữ học và chữ hiệu. Thì ở đây chúng ta có chữ nào là chữ học đây? Đây, nhìn vào sơ qua thì chúng ta sẽ thấy có hai đáp án có chữ học. Ở đây là số 2, chữ học đây. Và số 4, ha. Rồi, tiếp theo chúng ta xét chữ hiệu, chữ cô, chữ hiệu. Chữ hiệu, đây là chữ hiệu nha. Đây là chữ hiệu. Và ở đây là chữ mai. Mai là gì? Dùng để, chúng ta đã gặp là dùng để đếm đếm những vật mỏng, giống như là đếm đếm giấy nè, đếm tờ giấy ha, đếm áo sơ mi nè, đếm những vật mỏng đó, đọc là mai, ichimai ni mai san mai. Rồi, vậy thì học hiệu của chúng ta cô đáp án đúng là số 2 nha. Chữ học và chữ hiệu đây, thấy không? Rất là dễ nhầm lẫn nha, các bạn nhớ lưu ý nha. Đó, rất là dễ nhầm lẫn. Câu 16. Theo chúng ta sẽ qua đến câu 16 ha. Rồi, chữ mite. Mite. Gạch ở đây là mite. Vậy thì chúng ta nhìn đáp án lần lượt rồi. Chúng ta sẽ đối sánh lên. Đầu tiên chúng ta đây là chữ kiến. Kiến, động từ kiến. Chữ kiến, động từ đọc là miru. Miru thì chia thành thể T rồi là nhóm 2 cho nên chúng ta đọc là mite. Trời ơi, hên quá. Đáp án đầu tiên thì chúng ta đã chọn được đáp án rồi đúng không nè? Mite.
Rồi, chọn đi ha. Chọn đáp án đi. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý một điều ha, đối với phần môn đai 2 này, cái âm đọc giống nhau nhưng có thể đó là kanji khác nhau. Cho nên các bạn cũng đừng có vội vàng quá mà thấy đáp án liền đầu tiên thì chúng ta chọn liền ha. Có thể là chúng ta sẽ bị gà bẫy đó, có thể là chúng ta bị sai ha. Tại vì một từ âm đọc giống nhau nhưng mà có hai chữ kanji khác nhau. Đối với hai chữ kanji nó có thể có một âm đọc giống nhau. Nó hoặc là ba chữ kanji nó cũng cùng một âm, cũng cùng đọc, cách đọc giống nhau. Cho nên là chúng ta cẩn thận hơn một chút là chúng ta nên xét cả bốn đáp án, nhìn sơ qua xét cả bốn đáp án chứ đừng thấy một đáp án là chúng ta đánh vô liền thì có thể bị sai. Hoặc là chúng ta có thể đọc cái chúng ta sẽ nhìn lên, nếu mà chúng ta không cần dò đáp án thì chúng ta có thể là gì? Dịch cái câu này để chọn đáp án đúng nhất, tại vì đúng nghĩa với nó nhất là cái từ Hán nào đúng nghĩa với nó nhất. Thì nếu còn no jashio mi te kudasai có nghĩa là gì? Hãy gì? Hãy gì? Hãy gì mọi người? Hãy nhìn cái cuốn tạp chí này. À, nhìn cuốn tạp chí này. Thì ở đây ngắm nhìn thì chỉ có là chữ gì? Chữ kiến thôi. Thì đáp án đúng của chúng ta là chữ này ha. Đó, nhưng mà các bạn cũng phải kỹ phần môn đai 2 này một chút nha. Chứ không giống như môn đai 1 chúng ta chỉ chăm chăm vào cái phần mà Hán tự gạch dưới thì chúng ta chọn đáp án liền. Còn cái này thì nó hơi cẩn thận một chút. Chúng ta nên lưu ý một chút chỗ này. Rồi, ở đây chúng ta có chữ này là chữ mãi. Chữ mãi thì chúng ta đọc là động từ chữ mãi đọc là gì ta? Mua là thờ, thay mắt thờ. Thì khi mà chúng ta chia thể T là đọc là cách tệ, cách tệ, cách T ha. Chứ không thể nào mà chữ chữ mãi rồi gắn với T liền, phải có chữ nhỏ ha, cách tệ mới đúng. Rồi, rồi, không phải là mi T rồi. Rồi ở đây chúng ta có chữ này là bối ha, bối là con sò. Vậy thì bối, cai, danh từ của nó là đọc là cai ha, bối. Tại nó không có động từ nha. Rồi tiếp theo chúng ta có mục là mắt, là mê. Chữ mục, đây là chữ mục. Các bạn lưu ý nó giống 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 nhau thấy không? Nó đều bắt đầu từ chữ chữ gì? Chữ mục mà ra đó ha. Rồi chữ mục mê danh từ nha, là con mắt. Không 17, qua con 16 chúng ta còn 17. Kono kamera wa takai desu ne. Takai desu ne. Ở đây takai, ở đây câu 1 takai quá đúng luôn ha. Câu 1 là takai. Rồi chúng ta nhìn sơ qua cái đáp án lại. Có âm nào đọc là takai không? Không đúng không? Hoặc là nhìn dịch gì? Dịch cái này Kono kamera wa takai desu ne mang nghĩa là gì? Ở đây takai sẽ mang nghĩa là đối với câu này thì nó mang nghĩa là mắc. Ừ. Tại vì takai á của chúng ta có hai nghĩa, đầu tiên là gì? Mắc. Thứ hai là gì? Cao, cao thấp, nói về độ cao thấp ha. Còn mắc cái kia là mắc đắt, mắc rẻ đó. Rồi, thì không nào nhớ ha, takai chúng ta có hai nghĩa, một là mắc rẻ, hai là cao. Cao với thấp, so với thấp, cao, độ cao. Rồi, kono kamera wa takai desu ne. Đây, chữ cao ha. Chữ này là chữ cao, âm Hán Việt của nó là cao luôn. Rồi, ở đây là chữ chữ gì mọi người? An, yasui, yasui. An là rẻ. Thì chữ an này nó sẽ ngược với, nghịch nghĩa với, ngược lại với chữ cao là takai, mắc với rẻ. Chứ không không phải là nghịch, nó không phải là ngược với cái nghĩa gì ta? Cao với lại gì thấp nha. Thấp là cười, chữ D, còn này chữ an là ngược, nó là rẻ nha. Rồi ở đây số 3 của chúng ta là furi, cổ, cũ, cổ đúng không? Cũ và cổ. Rồi ngược với furi là mới, mới là chữ tân, atarashi, atarashi. Đó, các bạn lưu ý ha. Rồi chúng ta tiếp theo đến câu 18 nè. 18 ở đây gần dưới chữ kaisa, kaisa. Ở đây kaisa thì chúng ta nghe là biết là gì rồi? Công ty. Công ty là hội xã. Hội xã ở đây chữ nào là chữ hội đây? Chữ này là chữ công. Chữ này là chữ công. Vậy thì chúng ta bỏ liền một đáp án 1 và 2 ra ha. Chỉ còn 3, 4 thôi, đây là chữ hội. Đây, hai chữ hội là 3 và 4. Rồi, chữ xã, chỗ này là chữ xã, chữ này là chữ sĩ, chữ này là chữ xã. Vậy đáp án đúng của chúng ta là câu số 4. Kaisa là đáp án này nha. Đó, nhìn nó rất là giống nha ha.
người ta hay để nhầm lẫn những cái Hán tự mà các nét giống 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 tương tự nhau á, để chúng ta dễ bị nhầm. Các bạn phải nhìn cho thật kỹ nha. Cần đi nhanh nhưng mà phải có sự kỹ lưỡng ở trong đó, chứ không phải là đi quá vội vàng, đi quá nhanh để tranh thủ làm mấy phần kia nhưng mà chúng ta lại dễ bị mắc lỗi nha. Tiếp tục chúng ta đến hai câu cuối cùng. Đó là y wa nai de. Câu 19 của chúng ta đọc lại gạch dưới chữ y wa nai de. Y wa nai de. Rồi bây giờ xét từng chữ ha. Đầu tiên đó là chữ hành, ló wa nai de. Vậy thì chữ hành này mà chia thành wa nai de thì nó là chữ gốc của nó là okonau. Chữ hành okonau. Các bạn nhớ chữ hành tùy vào phía sau nó ló cái gì thì chúng ta phải có cách đọc tương ứng và nghĩa tương ứng thôi nha, chứ nó không phải lúc nào nó cũng là mang nghĩa là đi đâu. Đầu tiên chúng ta có động từ nếu mà ló cư hoặc là kimasu á, thì nó đọc là ikimasu là đi, hoặc là yukimasu yuku cũng mang nghĩa là đi đó. Ví dụ ló cư thì chúng ta có hai âm, một là ikimasu hoặc là yukimasu hoặc là đó yuku iku ha, mang nghĩa là đi hướng hoặc là đi hoặc là hướng gì đó. Rồi, nếu mà danh từ là mang là hướng đi đến đâu đó ha. Rồi thứ hai chúng ta có cái gì? Cách đọc nữa là gì? Cách đọc thứ ba của nó là gì? Okonau mang nghĩa là tiến hành, diễn ra, cử hành. Okonau. Okonau lúc này nó sẽ ló chữ gì? Imas hoặc là ló nếu mà chia về shisuke sẽ là chữ ư, ló ư ha. Thì chúng ta nếu mà ló ư thì khi mà chúng ta chia thể này thì chúng ta sẽ chuyển y thành qua. Rồi vậy thì chúng ta sẽ đọc cái này là gì? Ô cô na qua này để không? Ô cô na qua này để. Rồi vậy thì đúng đáp án không? Ô cô na qua này để. Ô cô na qua này để. Không phải rồi ha. Sai rồi, vậy đáp án một chúng ta bỏ qua. Rồi đáp án thứ hai. Đây là chữ gì? Chữ lập. Tatsu. Tatsu là đứng. Đứng thì chia về thể nai chúng ta có gì? Chữ tư, tư thì chuyển về âm a là ta, vậy là ta ta nai đế chứ không phải y qua nai đế ha, sai luôn ha. Rồi thứ ba là chữ ngôn này là gì? Imas, hai chữ y ha, hai chữ y đi với imas, hoặc là nếu mà chữ shoke là yu, yu ló ư thì là yu ha. Rồi vậy thì khi mà chúng ta chia thể nai thì sao, lại phải chuyển thành y thành wa là Iwanai de. Iwanai de đúng không? Câu 3 chính xác rồi. Iwanai de. Rồi, xét thử câu cuối cùng luôn ha, để giới thiệu cho các bạn luôn. Rồi, đây là gì? Chữ thực. Thì thực chúng ta có một cách đọc rất là thông dụng, đó là Tabemasu, taberu, ló rư. Tabemasu, taberu là ăn ha. Thì ở đây cũng là ăn luôn, nhưng mà chúng ta có âm đọc là Kuimasu, ku. Kuimasu, ku cũng là ăn luôn ha, nhưng mà nó ít dùng hơn ăn, nó dùng nó sẽ suồng sã hơn ha. Rồi cưa đúng không? Vậy thì nếu mà chia về thể nai thì chúng ta phải chia là cưa hòa này để, chứ không thể nào là y hòa này để được, được không nè. Rồi cuối cùng chúng ta có câu 20 là raigetsu. Raigetsu ha, raigetsu là chúng ta đọc vô là chúng ta biết nghĩa nó là gì đây? Tháng nào? Tháng sau à, tháng sau đó, tháng sau vậy thì là lai, lai gì? Lai nguyệt. Chữ lai và chữ nguyệt, tháng là nguyệt rồi à, tới sau này nọ nữa là chữ lai trong tương lai á ha. Vậy thì ở đâu câu nào đây? Số 1, ví dụ chúng ta dò ra số 1 đi. Còn nếu mà không, nếu mà chúng ta nhìn một lượt chúng ta thấy đáp án liền thì chúng ta sẽ chọn liền ha. Còn ở đây cô hướng dẫn cho các bạn từng 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 đáp án luôn cho các bạn dễ hình dung. Còn nếu mà các bạn đi thi á, các bạn thấy đọc ra dây từ nhìn qua một lượt thấy cái đáp án đúng là chọn liền nha, chứ không cần theo thứ tự 1, 2, 3, 4 giống cô cũng được. Rồi ra từ ở đây chúng ta có chữ gì? Kim nguyệt. Kim nguyệt, kim là hiện tại đúng không? Kim mà âm on của nó nếu mà đứng một mình là ý mà, còn nếu mà âm on của nó là âm kinh là ý mà, còn âm on của nó là còn đúng không? Vậy thì kim nguyệt là con getsu, tháng này, tháng này con getsu không phải rồi ha. Rồi đáp án số 2 là chữ lai nguyệt.
Lai là rai. À, nguyệt là getsu. Rai getsu. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Số 2 là đúng nhất rồi ha. Tháng sau, chữ lai với chữ nguyệt là tháng sau đây. Rồi, ở đây chúng ta là chu. Chúng ta thấy ở cuối là chu, nó là tuần rồi. Chu là đọc là siêu. Siêu ha. Vậy thì là rai siêu là tuần sau. À, rai siêu. Và đáp án số 4 là gì? Kim chu là con siêu. Kim là hiện tại đúng không? Là gì? Vậy thì nó mang, nếu mà nó ghép vô là con siêu là tuần này. Đó. Rồi, các bạn rất là dễ đúng không nè? Hôm nay 1 nên 2 là rất là dễ. Chỉ cần chúng ta học thuộc những cái hán tự cơ bản ha, và thuộc lòng bảng katakana thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng lấy điểm ở cái phần môn đề 1 và môn đề 2 này. Chúng ta tiếp tục qua môn đề 3 nha. Thì môn đề 3 này chúng ta sẽ có là 10 câu. Và lúc nãy cô có nhầm lẫn một chút thì môn đề 2 của chúng ta chỉ có là 8 câu thôi nha. Và môn đề 3 này chúng ta sẽ có là 10 câu. Và môn đề 3 này còn gọi là tìm từ đúng nghĩa, là chúng ta sẽ tìm cái đáp án có cái nghĩa phù hợp để điền vào cái chỗ trống mà đề cho ha, dựa vào cái mạch này, cái mạch nghĩa của cái câu đề cho, chúng ta sẽ tìm cái từ cho nó, cái nghĩa cho nó thích hợp điền vào chỗ trống này. Ví dụ ở đây chúng ta có asuko de takushi ni ha, rồi khoảng trống. Ở đây chúng ta có bốn đáp án là norimashita, agarimashita, tsukimashita, hairimashita. Ở đây chúng ta có dịch nghĩa là gì đây? Asoko de là ở chỗ kia, takushi ni ha, trở từ ni đi với một cái phương tiện. Thì ở đây chúng ta có một cái động từ mà đi taxi, lên phương tiện nào đó ha. Có nghĩa là đây là lên taxi, đi taxi. Thì chúng ta có một cái động từ đó là norimasu. Các bạn, nếu mà các bạn học thì các bạn sẽ nhớ đó là động từ norimasu đi với trợ từ ni. Khi mà lên vào một cái phương tiện nào đó, đi phương tiện nào đó là chúng ta là ni norimasu. Thì nếu mà nhìn thẳng vô thì chúng ta sẽ chọn liền đáp án số 1, đúng không? Đáp án số 1. Đó. Có nghĩa là chúng ta trong cái phần môn đề này chúng ta phải cố gắng dịch nghĩa, dịch nhanh cái nghĩa ha, nghĩa sơ bộ của nó và tìm cái đáp án đúng. Và cái phần này á, có thể các bạn sẽ không cần dịch toàn bộ luôn nếu các bạn đã nắm vững cái kiến thức rồi ha, kiến thức của N5 rồi, kiến thức nè, tất cả các phần kiến thức á, thì chúng ta sẽ dễ dàng làm được phần này. Có nghĩa là chúng ta sẽ lược bỏ, có nghĩa không cần dịch hết, chúng ta sẽ nhìn vào cái phần đầu hoặc là phần cuối của cái phần gạch trống á, có nghĩa là cái phần trước phần gạch trống nè, cái phần trước của cái phần gạch trống nè ha, hoặc là cái phần sau của phần gạch trống á, nó có những cái phần, những cái câu, những cái từ này, nó có liên hệ không, nó có liên hệ với cái đáp án này của chúng ta không. Khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy, giống như là ở đây chúng ta có gì, phương tiện lý nè, thì ở đây có một cái động từ mà liên quan đến di chuyển ha, mà lên xuống xe thì chỉ có động từ norimasu thôi ha. Đó thì chúng ta sẽ chọn liền đáp án luôn, tại vì nó có liên quan đến cái takushi ni này nè, nó có sự liên hệ trực tiếp ha. Đó. Rồi, vậy thì chúng ta vào phần bài làm nha. Ta sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề sau đây. Rồi, chúng ta đến câu 21. Câu 21 của chúng ta là gì đây? Watashi no heya wa kono abato no ni nani nani desu. Rồi, ở đây chúng ta có abato no, rồi một cái số đếm, xong được khoảng cách. Vậy thì các bạn nhìn vào, chúng ta không cần dịch luôn cái đoạn này, thì chúng ta phải nhìn cái đáp án luôn. Chúng ta phải biết chọn liền. Apato thì liên quan đến cái gì? Cái tầng, đúng không? Tầng thôi. Tầng thì tầng ở đây đếm tầng là gì nè? Đáp án số 4. Đáp án số 4 là đếm tầng. À, thì các bạn có thấy đáp án, các đáp án này nó sẽ có liên quan đúng không? Nhìn ở đằng trước nãy cô có dặn rồi, cái tip của chúng ta, cái phần môn đề 3 này là gì? Nhìn ở đằng trước hoặc là đằng sau. Cái khoảng trống này nè, cái ô chỗ trống này nè, nó sẽ có mối liên hệ với cái đáp án của mình. Ở đây chúng ta có apartment là gì? Căn hộ ha. Thì ở đây có liên quan đến số đếm là gì? Đếm thôi. Sau nó là một cái lượng từ, cái đơn vị đếm thôi. Thì chúng ta đếm tầng ở đây là cài. Còn hôn là đếm gì mọi người đón? Đếm vật thuông dài, giống như đếm cây thước ha, đếm cây dù.
đếm cây bút, nói chung là những vật vuông dài chúng ta sẽ đếm bằng phân. Phân có thể biến âm là phân. Rồi, sách là đếm gì? Đếm quyển, đếm cuốn, ví dụ như sách nè, đếm quyển sách, đếm từ điển này nọ đâu đó, thì chúng ta đếm bằng sách. Rồi, đai, đai là đếm gì? Đếm máy móc, đồ đạc máy móc, đồ điện tử này nọ đâu đó, ví dụ giống như tivi, tủ lạnh ha, tivi, tủ lạnh, mà xe hơi đó, máy móc chúng ta sẽ đếm bằng đai, được không nè? Rồi câu 22. 22 chúng ta có gì đây? Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhìn vào sổ nô nai phử đệ điên gô ố. Cái gì đó? Cứ đà sai. À, gì đó? Cứ đà sai. Thì các bạn nhìn vào đây, chúng ta sẽ nói là gì? Chúng ta nhìn đầu cuối ha, cứ đà sai. Rồi, cứ đà sai vậy thì ở đây đáp án chúng ta là T, cứ đà sai vậy là hãy là gì đúng không? Rồi, hãy cái gì đó. Ở đây chúng ta có động từ, đây chúng ta có tân ngữ ố là gì? Tân ngữ đây chúng ta có danh từ là dingle, dingle ố. Vậy thì một cái động từ gì đó ha, mà liên quan đến trái táo. Rồi, ở đây là gì? Knife để. Cái công cụ, cách thức để thực hiện cái gì? Cái hành động nào đó đi với trợ từ để. Vậy thì chúng ta cái nghĩa câu này là gì? Làm gì đây? Okite là gì? Okite, riêng gỗ, okite được không? Câu được đó đúng không? Okite của chúng ta là thức dậy. À, thức dậy đâu được. Riêng gỗ, okite là không được rồi. Rồi tiếp theo, đáp án thứ hai là gì? Kete là gì? Gắn đến cái gì đó đúng không? Kèm cái gì đó không được. Riêng gỗ, kete là không được rồi. Shimete, shimeru là đóng. Vậy thì đóng phải đóng cửa thôi đâu. Shimete, mado, shimete. Chứ không thể nào mà Ringo được. Vậy thì cuối cùng của chúng ta là cắt là Ringo Kite Kudasai. À, Ringo Kite Kudasai. Đó. Tại vì ở đây chúng ta có gì đây? Ringo. À, cắt. Liên quan đến cắt đồ bằng cái công cụ nào đó thì chỉ có động từ Kiru thôi. Là cắt thôi. À, các bạn nhớ. Đó, chúng ta nhìn đầu cuối chúng ta sẽ thấy sự liên quan và chúng ta sẽ chọn liền đáp án nha cô. Ringo o ha. Ringo kudasai. Ringo kitte kudasai. Rồi. 23. Tiếp theo 23. Nira o wasuremashita kara jikan ga wakarimasen. Cái gì đó? Wasuremas là quên. Quên cái gì đó đúng không? Vì quên cái gì đó. Jikan ga wakarimasen. Cái keyword của chúng ta ở đây đó là jikan. Đó, jikan. À, di cần ha. Rồi, di cần liên quan đến thời gian. Chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái đáp án. Di sổ là gì? Quên. Quên di sổ là từ điển. Vậy thì quên cuốn từ điển. Không biết giờ giấc. Ủa, không liên quan đúng không? Vậy sai rồi. Chi dừ là gì? Bản đồ. Quên bản đồ cho nên không biết. Thì điểm không luôn. Vậy thì đúng rồi, đáp án của chúng ta là ok, liên quan thời gian thì chỉ có cái đồng hồ thôi ha. Mình nhìn vô là mình sẽ phán đoán nhanh liền, đó là đáp án số 3 là ok. Đó. Vì quên mất cái đồng hồ rồi cho nên là không có biết giờ giấc gì hết. Không biết giờ giấc gì luôn, không biết giờ ha. Rồi, sai phư, đáp án số 4 là cái ví, cái bóp. Ví cái bóp thì không phải là thời gian rồi. Không biết thời gian thì đâu phải là quên bóp đâu ha. Rồi. Câu 24. Câu 4. Watashi no ichi wa eki ni chikai desu kara. Cái gì đó? Desu. Dịch đây là gì? Dịch sơ qua là gì? Vì sao? Chúng ta nhìn đây. Chúng ta dịch chủ từ trước nha. Chúng ta dịch cái chủ ngữ chính trong câu trước. Ở đây chúng ta có quá nè. Thì vậy thì ở nguyên cái này là ichi là cái danh từ chính của chúng ta, là chủ ngữ chính của chúng ta. Watashi no ichi là nhà. Nhà của tôi. Đây chúng ta là danh từ ha. Rồi. Rồi sao nữa? Nhà của tôi là sao? Đây là tính từ gì? Gần. Gần. Eki ni chikai desu kara. Gần nhà ga. Cho nên là gì? Vì gần nhà ga cho nên dẫn đến cái kết quả là gì mọi người? Lý do là gần nhà ga cho nên là benri desu. Benri đúng không? Tiện lợi. Hợp lý quá rồi. Benri là quá hợp lý. Ở đây chúng ta dùng benri thôi. Gần nhà ga thì rất là tiện đúng không?
rất là tiện luôn. Rồi dô bự, ở đây chúng ta nhìn nghĩa dô bự là gì? Dô bự là trượng phu. Hán tự của nó là chữ trượng và chữ phu, có nghĩa là chắc bền, khỏe. À, không phải liên quan đến cái vấn đề này rồi. Cái lý do này không có liên quan gì đến dô bự hết. Rồi, ịp bay. Ịp bay là nó. Ịp bay, ví dụ chúng ta nó ăn xong cái chúng ta nó ịp bay. Ịp bay là gì? No quá ha. No, ịp bay là đầy. Đầy, đầy ha. Kính đầy có nghĩa là, nó có nghĩa là mình nói là cái bụng mình đầy rồi, là no, ịp bay. Hoặc là nếu mà chúng ta lên giọng ịp bay, có nghĩa là chúng ta đếm gì? Đếm ly, đếm 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 tách đó. Có nghĩa là chúng ta uống được bao nhiêu ly cà phê, uống được bao nhiêu cốc bia, thì chúng ta ịp bay, chúng ta lên giọng nha, ịp bay là no, ịp bay là số đếm, một cốc, hai hai tách, ba ly gì đó. Rồi hê ta, hê ta là gì? Là dở. À, là dở, là yếu, là kém. À, vậy thì chúng ta có số 1 là đáp án hợp lý nhất ở đây ha. Rồi câu 25. Natsu yasumi wa mainichi ni ra de oyogimashita. Oyogimashita. Rồi, natsu yasumi là mùa hè, nghỉ hè. À, mainichi mỗi ngày cái gì đó. Đi với trợ từ đế, oyogimashita. Oyogimashita là bơi. Bơi ở đâu là đi với trợ, địa điểm nó sẽ đi với trợ từ đế. Các bạn nhớ lưu ý hồi đó chúng ta học rồi. Oyogimasu là bơi, bơi ở đâu là đế. À, bơi ở đâu đó là đế, đi với trợ từ đế. Thì cái địa điểm bơi của chúng ta học từ đó tới giờ thì chúng ta có 3 địa điểm thôi. Một là bơi ở biển, ứ mì đế. Thứ hai là bơi ở ở đâu? Ở sông Kawa đế, Oyogimasu. Và thứ tư nữa là bơi ở trong hồ bơi là Puru đế. À, Phú Rừ Đế, ở đây chúng ta chọn lại nhìn vô đáp án chúng ta là Phú Rừ là hồ bơi. À, Phú Rừ Đế, Oyogimashita. À, restaurant, restaurant là nhà hàng, không thể nào bơi ở nhà hàng được ha. Erebeta càng không thể nào bơi ở đâu? Ở thang máy được. Erebeta là thang máy. Bi Rừ là bơi ở tòa cao ốc, tòa nhà cao tầng, đâu được. À, chúng ta chỉ có một là ứ mì. À, hai là gì? Hay là gì đây, ứ mì hoặc là kawa, kawa đế hoặc là phu rử đế đó. Từ trước đến nay trong cái trong sơ cấp chúng ta thì chúng ta chỉ có học ba cái địa điểm chúng ta có thể bơi thôi, là đó là ba cái địa điểm mình đã học qua rồi ha, nhớ. Rồi 26. Shiranai kotoba ga arimashita kara sensei ni gì đó shimashita. Vì cái gì đây, lý do là gì? Kara vì gì? Shiranai kotoba ga arimashita kara. N chúng ta thấy ở đây cái mẫu của chúng ta là gì đây? À, ở đây chúng ta nhìn vô, để mà dịch một bài chúng ta phải nhìn vào cái cấu trúc chính của nó. Đây là gì? Ví dụ chủ từ không có lực bỏ đi thì chúng ta nghiễm nhiên chủ từ đó là tôi, có thể chúng ta có thể khẳng định đó là chủ từ là mình ha. Rồi, hoặc là đối phương, hoặc là ngôi thứ hai. Vậy thì ở đây chúng ta coi cái cấu trúc chính của chúng ta là gì? Đây arimashita. Rồi các bạn thấy cái này không? Rồi, cô hay lai lên cho dễ nhìn ha. Ở đây chúng ta có gì? Kotoba là danh từ, n gá arimashita. Cái mẫu của chúng ta n gá arimashita là gì? Có cái n. Vậy thì chúng ta dễ dịch lắm. Chúng ta chỉ cần dịch có cái n, và ở đằng trước cái danh từ này chúng ta có gì? Chia động từ vusuke, chúng ta chia thể thường trước một danh từ, có nghĩa là danh từ đó sẽ được bổ nghĩa. À, có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ dịch là gì? Có. Sao? Vì có gì? Mình đã có những cái gì? Từ không biết, shiranai, shirimasu, shiranai, chia về thể này à, shiranai. Rồi, vì có những từ không biết cho nên là tôi đã hỏi. Hỏi ai đây? Giáo viên đúng không? Không biết thì chúng ta mới hỏi. Ở đây chúng ta sẽ đưa dịch từng đáp án lên, chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta nhìn vô chúng ta đọc á, chúng ta không mường tượng được đáp án thì chúng ta sẽ lấy đáp án lên ở dưới đây, chúng ta kê lên sensei ni gì đó shimasu. Rồi ở đây shichimon shimasu ta đúng không? Đúng quá rồi, shichimon shimasu đó. Nếu mà chúng ta chọn liền đi ha, ví dụ để chắc chắn hơn chúng ta sẽ áp tất cả các đáp án còn lại lên coi cho nó hợp lý không, thì để cho chắc chắn thôi mình dò lại lần nữa. Rồi ben sensei ni benkyou shimashita, không được đúng không? Đâu được đó, tôi lại học
giáo viên là sao? Là ní ở đây nữa, là gì không được hợp lý rồi. Rồi renshu shimashita là sao? Đúng không? Luyện tập không được rồi, luyện tập. Vì đây là jugyo. Cái gì? Jugyo là học đúng không? Giảng dạy jugyo, thử nghiệm là học. Đó, vậy thì chúng ta là gì? Tham gia buổi học đó, jugyo suru là tham gia buổi học ha. Vậy thì nó có hợp lý không? Ba đáp án còn là không, chỉ có shitsumon shimashita thôi. Và shitsumon nó sẽ giống như là gì? Shimashita gì đó. Hỏi ai thì đi, cái người mà mình hỏi đó là đi với trợ từ ní. Ví dụ giống như sensei ni shitsumon shimasu hoặc là sensei ni kikimasu. Ha. Rồi câu 27. Kono heya wa atsui desu kara. Rồi sao nào? Kono heya wa atsui desu kara. Cái gì đó? Ô, akemashou. Akemashou. Akemasu là mở. Mở. Mở ra ha. Mở. Mashou là cái gì? Kêu gọi đúng không? Masho ở đây là gì? À, phát động kêu gọi ha, cùng nhau làm cái gì đó hoặc là gì? Hưởng ứng, cùng nhau kêu gọi hưởng ứng làm việc gì đó thôi. Rồi, akemasho. Vậy thì mở. Mở cái gì? Chúng ta đã học akemasho là mở cửa nè, cửa sổ nè, mở rèm nè. À, mở cửa, doao akemasho. Rồi gì nữa? Mado akemasho hoặc là gì? Katen o ake. Akemasho được đúng không? Ở đây chúng ta có cái nào đi với động từ akemasu này được đây? Mở, mà đồ. Đó. Nếu chúng ta học kỹ thì chúng ta sẽ chọn đáp án rất nhanh luôn, ngay và luôn luôn. Ofuro, ofuro thì chúng ta sẽ dùng gì? Ní hài đi mát thôi. Tắm bồn chúng ta sẽ dùng là động từ hài đi mát và đi với ofuro sẽ đi với trợ từ ní. Được không? Rồi, rồi. Ở đây chúng ta có eakon. Eakon. Ố. Mở. Mở. Cái này chúng ta không thể dùng được akemasu nha. Nhiều bạn, cô thấy các bạn rất là nhiều nhầm lẫn giữa động từ này. Động từ akemasu và tsukemasu. À, tsukemasu là bật, mở. Ví dụ giống như chúng ta bật, mở tivi, bật, mở máy điều hòa. Đó, thì chúng ta mới dùng là tsukemasu. Còn ở đây chúng ta là mở akemasu là cái hành động mở một cái gì đó ra. Dùng hành động, dùng tay chúng ta mở cái vật gì đó ra. Mở toang nó ra ha, thì đó là cửa nè, cửa rèm katen, hamado hoặc là doa thì chúng ta dùng akemasu. Còn dùng tsukemasu á, bật á, mình đọc là bật nhưng mà tiếng trước tiếng Việt của mình cũng gọi là mở á, thì chúng ta sẽ dùng cho những cái gì giống như là chúng ta mở khởi động nó lên á là gì? Kerebio tsukemasu hoặc là eakon tsukemasu ha. Đó thì chúng ta mới dùng đó một động từ tsukemasu nha. Ở đây chúng ta không thể dùng eakon được. Sai rồi, tại vì ở đây là động từ akemasu. Teburu là cái bàn ha. Cái bàn không phải là akemasu rồi. Rồi, được không? Câu 27 này đơn giản nha. Rồi, câu 28. Kino wa gakko de takusan kanji yo. Hôm qua, kino. Hôm qua tại sao? Hôm qua là gì? Cái gì đó nhiều ở trường. Takusan, gakko de kanji. Chữ Hán. Rồi, kanji gì đây? Urimashita. Rồi, chúng ta thấy kanji ở đây làm gốc ha. Đó, thì chúng ta thấy kanji làm gốc thì sao? Urimashita được không? Urimashita được không nào? Bán. Urimashita là bán, kaimashita là mua. Urimashita là bán, gì thì bán chữ hả? Không được. Sai nghĩa rồi. Mochimashita. Mochimashita, mochi là cầm nắm giữ, mang cái gì đó đúng không? Ví dụ giống như mang túi xách là kabango. Mochi. Vậy là sai luôn, không thể nào là chữ rồi, mang chữ là đúng rồi. Oboemashita. Hợp lý không? Hợp lý quá chứ. Nhớ rất là nhiều chữ kanji ở trường. Hôm qua tôi đã nhớ rất là nhiều chữ học được. Có nghĩa là nhớ được nhiều chữ kanji ở trường á. Rồi, chị thì đáp án là câu 3 nha. Câu 3 của chúng ta là đáp án đúng nhất, phù hợp nhất với kanji. Đối với cái N của chúng ta, kanji phù hợp với động từ oboemashita thôi. Omarimashita là không có sao lại là khốn khổ được ha? Cho gặp vấn đề này nọ gì đâu được đâu. Chúng ta ở đây là nhiều mà, nhiều kanji ha, omarimashita không thể nào mà ố được. Ví dụ chúng ta gặp vấn đề gì đó chúng ta phải đi trợ từ ní. Rồi 29. Rồi 29 của chúng ta là gì đây? Kono kohi wa sato takusan iremashita kara.
ra đây, gì đó, des. Rồi, dịch ha. Đây là gì? Cà phê này vì đã bỏ, iremat là gì? Bỏ, bỏ vào, cho vào. Bỏ nhiều đúng không? Nhiều gì? Bỏ cái gì đây? Danh từ NOV của chúng ta là bỏ cái gì? Bỏ đường, sato là bỏ nhiều đường, cho nên là sao? Dẫn đến kết quả là gì mọi người? Bỏ nhiều đường, kết quả là nó sẽ ngọt, đúng không? Tại vì đường mà, đây, đường thì chúng ta là ngọt thôi. Ở đây chúng ta có chữ nào trong bốn đáp án này mang nghĩa là ngọt đây? Amai. Đáp án số 4 ha, amai. Wakai là gì? Trẻ. Kuroi là đen. Marui là tròn. Ha. Đáp án thích hợp là amai. Rồi, câu 30. Câu 30 của chúng ta là gì? Tsuyoi kaze ga. Sao đây? Ý. Yay. Nani nani imasu. Tsuyoi kaze ga. Nani imasu là gì? Tsuyoi là mạnh. Kaze. Kaze. Kaze là gì? Nếu mà chúng ta đọc kaze ghi hiragana gì thì chúng ta có hai nghĩa. Đầu tiên đó là gió. Thứ hai là cảm cúm. Ha. Thứ hai là bị cảm. Chúng ta có hai nghĩa đó. Nếu mà chúng ta nhìn vào chữ kanji thì chúng ta có thể biết nghĩa liền. Còn nếu mà đọc gì thì chúng ta có thể là hai nghĩa. Và trừ dôi thì chúng ta thể nào mang nghĩa là gì? Gió thôi. Trừ dôi. Chứ không có thể nào mà trừ dôi mà liên quan đến cảm mạnh được. Ha, phải là gió mạnh. Trừ dôi kaze. Rồi. Trừ dôi kaze gá cái gì đó. Imas. Rồi. Ở đây đáp án của chúng ta đều chia về thể tê tê mát diễn tả gì? Trạng thái. Trạng thái đúng không? Vậy thì gió mạnh thì sao? Gió thì ở đây là fuite. Fuite thì từ gốc của nó là fukimasu. Fukimasu là thổi. Vậy là đáp án gì? Gió thổi mạnh đúng không? Gió thổi mạnh. Hợp lý ha. Thì thí dụ mình chọn nó đi. Rồi mình thử dò lại 4-3 đáp án còn lại. Nếu mà 3 đáp án còn lại không phù hợp thì nó là đáp án chính xác nhất rồi. Rồi. Isoide. Isogu. Là gấp gáp. Đúng không? Vội gấp gáp. Isogu. Gió mạnh. Đang vội gấp gáp hả? Không đúng ha. Vội gấp gáp sai rồi. Tonde là tobu, tobimasu, tobu là bay. Gió mạnh bay, đâu phải đâu. Không đúng luôn ha. Rồi, hashite là hashiru hoặc là hashirimasu đó. Là gì đây? Là gì? Là chạy. Gió mạnh chạy. Gió mạnh nó đang chạy, nó chạy. Trời ơi sai càng sai luôn. Cái nghĩa nó rất quốc luôn ha. Vậy thì đúng nhất của chúng ta là fuite imasu. Diễn tả chị trạng thái là gió đang thổi rất là mạnh ha. Gió mạnh nó đang thổi á. Rồi là fuitemasu ha. Chúng ta tiếp tục qua Monday 4. Monday cuối cùng của phần từ vựng. Thì Monday 4 này chúng ta gồm có 5 câu ha. Yêu cầu của Monday 4 là chúng ta sẽ tìm câu đồng nghĩa. Tìm câu đồng nghĩa chúng ta qua ví dụ đi. Để hiểu rõ hơn ha. Đó là người ta sẽ cho mình cái đề bài, người ta sẽ cho mình một cái câu. Và nhiệm vụ của chúng ta là sao? Phải xem coi trong bốn cái đáp án này, đáp án nào gần nghĩa, tương đương nghĩa nhất với cái câu đề mà người ta đã cho trên đây. Ví dụ nha, yube shukudai o shimashita. Yube shukudai o shimashita. Ở đây chúng ta thấy câu này nghĩa là gì? Yube. Ở đâu đây? UB là chiều tối hôm qua đã làm bài tập. Được không? Và ở đây chúng ta có 4 đáp án ha. 4 đáp án các bạn nhìn sơ qua các bạn sẽ thấy gì? Nó sẽ giống nhau một phần nào đó. Ví dụ nó sẽ giống nhau phần cuối, hoặc là nó giống nhau phần đầu, hoặc là nó giống nhau phần giữa. Rồi, ở đây chúng ta có giống nhau phần cuối thì chúng ta bỏ nó qua đi ha. Chúng ta chỉ xét những cái phần khác nhau thôi. Ở đây nó sẽ chia thành hai phần. Đầu tiên là chúng ta thấy là giữa ototoi với kino là gì? Bữa với hôm qua, và asa và yoru có nghĩa là buổi sáng với lại buổi tối đó. Thì ở đây nếu mà chúng ta nắm được cái nghĩa của yube thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời ngay. Rồi, ở đây chúng ta yube là buổi tối hôm qua. Vậy thì hôm qua thì chúng ta thấy ở nào, chúng ta loại ngay câu 1, câu 2 liền. Ototoi là không đúng rồi, chỉ còn có câu 3, câu 4 là đúng thôi. Và UB nó mang nghĩa là chiều tối. Chiều tối hôm qua, vậy thì phải là buổi tối thôi. Ở đây chúng ta asa bỏ ha. Vậy thì chỉ còn lại câu 4 là
Kino no yoru shukudai o shimashita. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là câu số 4 là đúng nhất và tương đương nghĩa nhất với câu mà đề người ta đã cho. Có nghĩa là câu đề người ta cho như vậy, và trong 4 đáp án sẽ có một câu người ta sẽ diễn giải lại với một cái nghĩa y chang như vậy, nhưng mà người ta sẽ diễn giải không phải y chang luôn, nhưng mà có nghĩa là nó sẽ có thể tương tự hoặc là gần sát nghĩa nhất và diễn giải theo một cái cách khác, một cách nói khác ha. Đó thì các bạn sẽ, cái yêu cầu của đề này thì là như vậy ha. Rồi các bạn vào các câu hỏi sau đây, chúng ta giải tiếp 5 câu hỏi sau đây nha. Đầu tiên chúng ta có câu 31 là gì đây? Kore wa ryoshin no shashin desu. Kore wa ryoshin no shashin desu. Đó. Ở đây chúng ta thấy, nhìn đáp án ha. Rồi đáp án, rồi đáp án giống nhau phần đầu nè, giống nhau phần cuối đúng không? Kore wa ichan shashin desu, shashin desu. Nó chỉ khác nhau ở cái phần giữa này thôi, nó diễn giải phần giữa này nó khác nhau. Rồi, vậy thì chúng ta, cái câu này ý chính, cái từ mà chúng ta cần phải giải nghĩa đó là từ ryoshin, đúng không nào? Ryoshin là cái từ mà chúng ta cần phải diễn giải ở đây, chúng ta phải cần nắm được nghĩa của ryoshin là gì. Ryoshin là gì? Ryoshin là cha mẹ, cả cha và mẹ luôn nha, đề cập đến cả cha và mẹ. Vậy thì trong 4 câu này, câu nào là nói về ryoshin đây, diễn tả ryoshin là cha với mẹ đây? Câu đầu là gì đây? Sô phụ tốt, sô bà. Ông và bà, đúng không? Sai ha. Rồi, ông và bà thì chúng ta sẽ sử dụng, nếu mà đề bài chúng ta cho từ này, tổ phụ mẫu, sô phụ bộ. Sô phụ bộ no shashin de. Kore wa sô phụ bộ no shashin de. Thì chúng ta sẽ chọn câu số 1. Tại vì nhắc về đây là ảnh của ông bà, được không? Nhưng mà ở đây cái đề người ta cho đây gì? Đây là bức ảnh của cha mẹ tôi. Vậy thì chúng ta phải chọn cái nào mà diễn giải ryoshin. Ở đây chúng ta có câu 2 là gì đây? Chi chi tốt, hà hà. Vậy thì đáp án của chúng ta là chi chi tốt, hà hà no shashin desu. Đó, hợp lý không nào? Chúng ta phải diễn giải như vậy ha. Rồi, ví dụ câu 3 đi. Ta xét từ từ câu 3 từng câu cho các bạn hiểu luôn nha. Còn thì nếu mà các bạn đã chọn được đáp án rồi thì đi qua câu khác đi. Tại vì nó diễn giải đúng vậy thôi, không cần dò lại cũng được. Những câu nào quá dễ chúng ta nhìn thẳng đáp án liền thì chúng ta sẽ đi nhanh qua câu khác liền nha, không cần mà cần coi lại các câu khác làm gì cho mất thời gian. Rồi, tiếp theo câu 3. Chúng ta có gì đây? Ani to ototo. Ani là em trai, ototo là em trai. Vậy thì ryoshin không phải là anh em trai rồi. Mà nếu mà thí dụ đề bài người ta cho là kyoudai, đó, huynh đệ, kyoudai, thì chúng ta chọn câu 3 nha. Kyoudai là huynh đệ, là anh em đó. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý ha, khi mà người ta hỏi mà kyoudai ga imasu ka, có nghĩa là hỏi có anh chị em không, có nghĩa là cũng đề cập đến em gái, chị gái luôn nha. Tất cả anh chị em đều có không, chứ không phải riêng gì có anh em trai không nha. Các bạn cũng nhớ lưu ý chuyện đó. Rồi, số 4 là gì? Aneto imoto. Aneto imoto, chị em gái hoặc là chị em á ha. Thì chị em thì chúng ta sẽ có cái gọi là tỷ muội, shimai. Shimai ha. Nếu mà đề cho shimai no shashin thì chúng ta chọn câu 4. Đó. Được không nào? Tùy vào cái câu này, tùy vào chỗ này thì chúng ta sẽ chọn cái cách diễn giải cho thích hợp nha. Rồi đó là câu 31, chúng ta qua tới câu 32. Rồi, câu 32 đề là gì nè? Kono dansu wa yasashii desu. Kono dansu wa yasashii desu. Ở đây chúng ta có giống nhau hết là gì nè? À, bỏ đi. Kono dansu wa, bỏ ha. Ở đây vậy thì tính chất nào? Yasashii, chúng ta cần diễn giải yasashii theo một cái hướng khác, theo một cái cách nói khác. Vậy thì trong 4 câu này câu nào đây? Yasashii là gì? Nếu mà đọc yasashii không á, không có hán tự thì chúng ta sẽ liên tưởng đến hai nghĩa. Đầu tiên đó là gì? Hiền dịu, nhẹ nhàng, đúng không? Hiền dịu, nhẹ nhàng. Đó. Còn nghĩa thứ hai là gì? Dễ. Dễ. À, nghĩa thứ hai là dễ. Rồi, vậy thì ở đây nói về gì? Dancer. Chủ đề của chúng ta là dancer.
là nhảy. Thì nhảy thì phải là dịch nghĩa là gì ta? Dễ thôi, chứ không thể nào mà nhảy dịu dàng được đúng không? Cái điệu nhảy này thì dễ, dịu dàng, hiền dịu đâu được đâu, nói về tính cách con người ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ dịch câu này là gì? Cái gì? Điệu nhảy này thì dễ, đúng không? Vậy thì ở đây, cái từ nào mà nó, cái tính từ trong nào, trong bốn cái tính từ này nó sẽ gần nghĩa với Asashi nhất. Đầu tiên chúng ta xét Kantan, đơn giản. Đơn giản thì nó sẽ không thể nào mà đồng nhất với chữ Yasashi rồi. Tất nhiên là không chính xác 100%, nhưng mà nó mang hơi hướng đồng, nó mang hơi hướng gần gần tương đương với Yasashi đúng không? Dễ với đơn giản. À, về bản chất thì tất nhiên là nó không đồng nghĩa rồi. Nó không không giống 100% nghĩa rồi, nhưng mà là nó tương đương thì chúng ta có thể chấp nhận nha. Yasashi với Kantan. Hợp lý ha. Rồi chúng ta nếu mà để chắc chắn chúng ta xét nhanh lên ba cái đáp án còn lại. Taihen là cực, vất vả, nhọc ha. Thì dễ với nhọc, vất vả là sai hoàn toàn rồi. Tanoshi, tanoshi là vui vẻ. Dễ với vui vẻ không đúng, không hợp, không có gần tương đương gì hết. Tsumaranai là chán. Rồi, chị thì ở đây mang nghĩa nào? Cái này tiêu cực. Câu số 2 với 4 là tiêu cực, chỉ có Tanoshi là tích cực, mà Tanoshi lại không, càng không thể nào mà hợp nghĩa với Yasashi được. Vậy thì chị cũng Kantan là đúng nhất rồi, là gần gần tương đương nhất rồi ha. Vậy thì đáp án ở đây chúng ta sẽ chọn là Kono dansu wa Kantan desu. Đó, nó sẽ gần nghĩa nhất với câu đề cho là Kono dansu wa Yasashi desu. Và chúng ta qua câu 33. Rồi, câu 33 ở đây chúng ta có Kuo sentaku shimashita. Ở đây chúng ta nhìn sơ qua đáp án thì chúng ta thấy fuku, ổ giống nhau ha. Fuku là quần áo, và đi phát triển ổ, vậy thì tha động từ đằng sau chúng ta chuyển giải bằng động từ nào đây? Sentaku shimashita. Ha, sentaku shimashita mang nghĩa là gì? Giặt giũ. Rồi, ở đây chúng ta là giặt gì? Giặt quần áo, kuro sentaku shimashita là đại quần áo. Vậy thì chúng ta coi những cái động từ, bốn trong bốn cái động từ này, động từ nào gần nhất đây? Đầu tiên, nugimashita. Nugimashita là mang nghĩa là gì mọi người? Cởi đúng không? Cởi, cởi giày, cởi dép, cởi quần, cởi áo. Nugimashita. Không đúng rồi. Ha, tiếp theo chúng ta watashimashita. Watasu là trao, đưa. Đưa cái gì đó cho ai? Ha, ố, anh ố và ta sư đưa cái anh hợp và đưa cho ai thì cái người nhận là ní. Cái này không đúng rồi, không có liên quan nghĩa với sentaku. Rồi, araimas. Araimas là gì? Rửa. Ví dụ giống như rửa tay là theo araimas. Theo araimas. Ha. Vậy thì nó giống giống không? Tất nhiên là không không thể nào 100% là đúng y chang nghĩa được đúng không mọi người? Nhưng mà chúng ta cần tìm tương đương nghĩa thôi. Đúng không? Là ở đây chúng ta thấy Aramat là hợp lý nhất rồi. Aramat ở đây là gần giống nhất với rửa ráy rồi. Rửa ráy với giặt thì nó sẽ gần gần giống với nhau. Và số 4 là gì? Kuokimashita là mặc quần áo. À, vậy thì câu 3 là đáp án đúng nhất. Rồi, câu 34. Kono heya wa kurai desu ne. Kurai desu ne. Rồi, ở đây bốn đáp án của chúng ta là giống nhau ở phần từ rồi ha, phần vị chủ ngữ rồi đó. Thì chúng ta sẽ diễn giải cái phần vị ngữ, tức là ở đây chúng ta sẽ diễn giải chữ kurai. Kurai của chúng ta là gì nè? Kurai, tính từ kurai mang nghĩa là tối. Tối, đúng không? Tối có nghĩa là không gian tối, căn phòng tối. Thì chúng ta sẽ dùng kurai. À, và ngược với kurai là akarui, là sáng sủa. Sáng, sáng sủa ha. Không gian, căn phòng gì đó sáng sủa. Rồi. Ở đây chúng ta có bốn cái tính từ như sau. À, chúng ta chỉ có hai tính từ thôi, nhưng mà sẽ chia thành hai dạng. Đầu tiên là tính từ akarui và tính từ shizuka. Akarui là sáng sủa, shizuka là yên tĩnh. Thì chúng ta nhìn vô thì chúng ta sẽ bỏ đi câu 3 với câu 4 liền. Tại vì sao nè? Tối thì nó sẽ không thể nào mà liên quan gì đến gì? Đến gì? Yên tĩnh được đúng không? Tối,
chứ cái nghĩa yên tĩnh nó không liên quan nhau. Rồi, ở đây chúng ta sẽ xét câu 1 và câu 2 ha. Rồi câu 1 và câu 2, ở đây chúng ta có kurai thì ngược với kurai là akarui, vậy thì câu 1 chúng ta phải bỏ liền tại vì nó nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau rồi. Một cái tối với một cái sáng. À, một cái tối một cái sáng là bỏ ha. Chỉ còn lại câu 2 thôi. Chúng ta loại trừ ra chúng ta còn câu 2 có nghĩa là gì? Dùng cái phủ định của cái từ đối nghĩa thì nó sẽ mang cái nghĩa giống với cái nghĩa mà giống với cái từ mà chúng ta đối nghĩa. Có nghĩa là thí dụ là kurai là tối, akarui là sáng. Vậy thì sáng mà chúng ta phủ định sáng lên là không sáng, thì không sáng có nghĩa là tối, đúng không? Chúng ta sử dụng cách này đó, thấy không? Các bạn thấy người ta diễn giải theo một cái cách phủ định của cái từ đối nghĩa mà cái từ người ta cho trong cái đề không? Đó, đây là một cái cách mà diễn giải nữa ha, các bạn cũng nên lưu ý. Thì câu này chúng ta sẽ chọn là câu 2. Gì? Căn phòng này không có sao? Không có sáng sủa nhỉ? Có nghĩa là căn phòng này tối nhỉ đó, đúng không? Đó. Các bạn cũng lưu ý ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta có câu cuối cùng. Là gì đây? Trisan wa morisan ni pen o kashimashita. Ở đây chúng ta có hai đối tượng ha, đi một đối tượng đi với trợ từ wa. Và chúng ta thấy một đối tượng nữa là đi với trợ từ ni. Rồi. Tôi xin lỗi. Rồi, các bạn hãy nhìn vào câu này. Cái động từ kashimat mang nghĩa là gì? Kashimat mang nghĩa là cho mượn. Hay các bạn hay lẫn lộn giữa karimat và kashimat. Karimat là mượn. Kashimat là cho mượn. Và kaeshimat là trả lại. Đúng không? Nhớ ha. Các bạn đừng có quên ba cái từ này, đừng lẫn lộn ba cái nghĩa của ba từ này nha. Ở đây chúng ta động từ kashimat thì câu này sẽ dịch như thế nào đây? Đây, ri san thì đi với trợ từ quá, mori san đi với trợ từ ní. Đối với động từ kashimat thì chúng ta sẽ dịch câu này là ri san ri, ri cho mượn đúng không? Kashimat là cho ai? Cho mori, mori mượn cây bút. Đó, ri cho mori mượn cây bút. Vậy thì chúng ta thấy kashimat đúng không? Người cho mượn là đi với trợ từ quá. Người nhận á, có nghĩa là người mượn á, thì sẽ đi với trợ từ ni. Câu này là gì? Ri cho mori mượn bút. Đó là câu đề ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhìn vào. Ở đây. Nhìn vô chúng ta sẽ loại liền hai đáp án đó là gì? Đó, đáp án 1 và 2 loại ngay liền. Tại sao? Tại sao chúng ta phải loại? Tại vì moraimas là nhận. Là nhận có nghĩa là đối phương cho mình. Cho mình luôn. Chứ không phải là gì? Không phải là cho mượn. Có nghĩa là mình nhận từ ai đó, có nghĩa là ai đó đã cho mình cái đồ đó rồi. Cho nên không liên quan. Tại vì ở đây là kashimat cho mượn thì người ta sẽ lấy lại. Chứ không phải cho luôn. Cho nên là cái động từ moraimas, hai cái câu này sẽ bỏ ngay lập tức. Trong cái nghĩa này chúng ta sẽ, nghĩa đối với câu này chúng ta sẽ bỏ liền. Thấy động từ moraimas là bỏ liền. Ví dụ ở đây agemas á, agemas thì chúng ta còn để lại được. Tại vì nó sẽ liên quan cho nhận. Còn ở đây là cho mượn và mượn thì không thể nào mà cho luôn với động từ moraimas này được. Cho nên là chúng ta bỏ câu 1, câu 2 nha. Rồi tiếp theo chúng ta xét câu 3, câu 4. À, câu 3, câu 4 ha. Ngược với động từ kashimas cho mượn thì người ta đã diễn giải bằng động từ karimas. Đó, đó là quan trọng ha. Thì kashimas thì người cho mượn thì đi với trợ từ wa. Nhưng đối với karimas thì người mượn lại đi với trợ từ wa. Và cái người mà cho mượn sẽ đi với trợ từ ni. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là sao? Nếu người mượn sẽ đi với trợ từ wa và người cho mượn sẽ đi với trợ từ ni. Vậy thì câu này chọn đáp án của chúng ta là gì? Câu 4. Câu 4. Được không? Các bạn thấy không? Câu này thấy. À, ở đây nè, chúng ta thấy đây nè, ri nè. Ri. Ri ở đây đúng không? Ri là ai? Ri là cái người. Người nào? Người cho.
đúng không? À, cô nhìn lại, cô lấy lộn đây. Nè, ri là người cho đúng không? Ri ở đây nè. Ri là người cho ha. Là người cho. Đây, ri đây. Ri là người cho. Và mori là người nhận. Ai? Đó. Đây, ri là người cho, cô xin lỗi. Mori là người nhận, cô nhìn lộn nha. Rồi, ở đây, kashimasu thấy không? Ri, cho, mori, nhận. Thì đối với động từ kashimasu. Vậy thì bây giờ nếu mà động từ karimasu chúng ta chỉ đổi vị trí thôi, đi với trợ từ thôi. Đổi vị trí thôi. Mori giờ bây giờ sẽ đi với trợ từ wa. Có nghĩa là mori là người người gì? Người mượn á, thì đối với động từ karimasu người mượn sẽ đi với trợ từ wa. Rồi, bây giờ mori sẽ chuyển xuống đây ha. Và gì? Ri sẽ chuyển với vị trí này. Đó. Được không nè? Rồi, thấy không? Thì ri lúc này là người cho mượn. Thấy động từ karimasu thì người người cho mượn sẽ đi với trợ từ ni và cái người mượn sẽ đi với trợ từ wa, nó sẽ ngược hoàn toàn với động từ kashimasu. Ở đây chúng ta sẽ dịch là gì? Ri cho mori mượn bút. Câu đề đó. Còn ở đây câu câu 4 người ta diễn giải là gì? Mori mượn bút từ ri. Nếu mà dịch sát nghĩa luôn đó, mori mượn, karimasu là mượn bút từ ri. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần đổi cái động từ và đổi cái gì? Cái tên của hai người ở hai cái vị trí của cái giới từ thôi là nó sẽ bằng bằng cái câu mà người ta cho liền. Bằng cái câu đề người ta cho liền. Đó, nó dễ bị rối lắm, cho nên là các bạn phải nhớ thứ tự nha. Kashimasu, người cho mượn. Đây là kashimasu là cho mượn, mang nghĩa cho mượn, thì người cho mượn sẽ đi với trợ từ wa và người mượn, người nhận là trợ từ ni. Được không? Rồi, đối với động từ karimasu thì sao? Ngược lại, karimasu thì cái người mượn lại đi với trợ từ wa và mượn từ ai đó, là mượn từ người nào đó, người đó cho mượn thì người cho mượn là trợ từ ni. Đó. Vậy thì đáp án của chúng ta là câu 4 nha. Các bạn đừng học cho nó kỹ để đừng nhầm lẫn nha. Thấy quá với ní và tương ứng với cái động từ thích hợp để chúng ta xác nhận người cho mượn và người mượn. Hoặc đối với động từ moraimasu với agimasu cũng vậy. Người cho và người nhận chúng ta phải xác định cho nó kỹ đối với các động từ mà để cho.